ngày 5 tháng 10. Sản xuất ngày 5 tháng 10. 5 tháng 10 thì hết hàng thôi. Ok. 5 tháng 10. Đây là 15 tháng 10 mà. Là 3 năm à? Năm bao nhiêu? Dạ ngày sản xuất. Ừ. Đây, là mới sản xuất có 5 năm 6 ngày đây thôi. Ngày 5 tháng 10 là ngày sản xuất. Ừ. Đấy. Là ngày hết hàng rồi, hết rồi, hết rồi. Lại hết nữa rồi. Nghỉ đi. Nghỉ đi. À. Sao bao nhiêu này lại hết nhanh thế? Sao cái gì mà hết nhanh thế? Đã lên lại chưa? Nhãn hàng ở đây mà. Cười rồi, cười vui vẻ rồi, thấy cười rồi. Lúc ấy mà ở ngoài kia mặt xỉu lắm. Bây giờ vào đây cười rồi. Không biết đi vào đâu. À răng hề. Hàng hết nhanh mà. Kiến xin thêm hàng hết nhanh mà, nhà tươi. Chị đọc comment thôi. Đâu, lên sô cô la lẹ cho chị. Nãy giờ tao chưa nói được câu nào, cứ hết hoài. Cười rồi. Bảo Thắng Hiển bay ra Hà Nội ngồi đây luôn đi. Trời ơi. Để xem là mọi người ơi, sô cô la nhá, lên trước. Rồi sau rồi, tí nữa là sẽ có chương trình hát hò một tí nhá, đang mời một ca sĩ thêm vào đây rồi. Thêm 500. Cái phần 1 nó ở bên dưới khá nhiều này. Thêm 500 thỉnh thoảng vào hát bài tặng khán giả. Đấy. Đã lên lại rồi. Chết rồi, tí nó đổ hết phấn rồi. Không sao. Cái bật bà này hôm qua còn trắng nhờ. 500 hộp sô cô la không đủ. Thế rồi. Chị nói với Hiển. Thế rồi. Lên đi vài 10.000 đi. Lên mấy nghìn vào, lên đi. Lên đi 10.000 đổ 5.000 nữa đi. Khoan, sô cô la này phải xếp đá khô ông nội ơi. Không, ướt ướt cũng được. Ướt ướt đá khô. Không, ướt cũng được mà. Cái đá khô. Sao? Ướt mà người có ok không? Cái này nó bán người là diệt nhãn hàng luôn. Cái chìa múc. Chảy ra lấy thìa múc ăn hả? Bỏ trong ngăn đông này, làm kem luôn. Ý ăn là ngon hơn là cái viên này. Ship sô cô la cho mọi người đó, mọi người là phải để lên đi 10.000 đi. Không in kịp có 500 mà. Trời ơi lâu lắm mới về sô cô la kiểu này. Thì bây giờ lên đi 10.000. Hỏi Hiển thêm cái đá. Thôi như này nhá. Ờ Hoàng ơi, chốt lại là cái mã sô cô la này giờ từ mai. Ôi, không để cho ông thì Hoàng Tiến đâu. Bán luôn đi. Không, em bảo anh Tiến đi. Có bài hay đấy. Nói gì đúng không? Đúng, không có đâu. Bắt sống đi. Sau để cho ấy nhá. Hoàng Tiến nhá. 1.000 đơn à? 1.000 đơn sô cô la. Lên tiếp đi. 1.000 đơn sô cô la. Rồi. Chuẩn bị lên 20 tháng 10 sắp tới nhá. Còn hôm nay lên bao nhiêu sô cô la rồi vậy? Chị Giao ơi. Có gì hàng bảo view lên gấp đôi luôn nhỉ? Đúng thật là gì rồi? Đỉnh thật đấy, đỉnh thật đấy. Hỏi Hiển hộ em xem cái. Đỉnh thật, view đây chứ đâu. Ờ, view đây, view đây chứ đâu. Dưới nhãn hàng lâu lâu. Lương gấp đôi luôn. Ad đây chứ đâu. Ad ở đây chứ đâu. Nói giờ nói nhỏ tôi chứ. Hết rồi. Nói nhỏ chứ lúc đêm thấy tâm sự rồi. Là bảo như này này. Lúc nào chỉ đoàn chỉ vào thì chạy ad lên cho view, nhiều view lên. Tôi bảo hồi nào. View. Tôi bảo khi nào đâu. Mọi người nghe nói chưa? Không hề nha mọi người, em không hề nhá. Chị bà vào mọi người ơi, hôm đấm tiền vào đúng không? Có thêm được nữa không? Không được quá. Hôm qua lúc đêm ấy. Không, bây giờ còn hàng còn lại mà check lại bao nhiêu nào? Chưa nói được câu nào. Quan trọng là chưa được nói câu nào. Mà chị Hằng đi vào ấy. Chị Hằng đi vào live ấy. 3.000 vào 4.000 gì đấy. Chảy mắt cao lên. Tầm 15 phút rồi, phải tầm 10. Cho đỡ. Đây là người quyết định ấy. Thành ra là lúc chị Hằng vào thì view nó mới tăng không như này đó. Đó. Cũng ghê gớm mà gớm lắm mọi người nhé. Cũng ghê gớm lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Nghĩa là áp lực. Ông đi đang nói cái gì đâu? Đâu? Cứ đang ngồi đây đang nói gì? Sô cô la không có pre-order, không lên thêm được ông Núi ơi. Không lên thêm được, lên thêm không ship kịp. Đó. Tại vì cái này nó cần đóng đá. Sao Flycam mày ở đây nhỉ? 2.000. Đây, 2.000 hộp sô cô la thế rồi nhá mọi người. Đưa cái chảo này đây. Trời ơi, cái mặt nó phải bằng bằng, cái đế nó phải bằng bằng như vậy. Đây là tay quần áo nhá. Thì nó mới, anh Chiến nhỉ. Nhưng mà cái chảo này, đợt em cũng mua, đợt là em thấy ở bên trên mạng chỉ là không dùng mấy cái chảo chống tính thông thường nữa bởi vì nó dễ bị độc. Ta đấm bây giờ, lấy ra bên tay quần áo. Nhưng mà em đổi ra cái này rồi mà nó vẫn dính. Giống như hôm trước anh bán áo mưa chứ. Có à? Dạy khuyên mọi người là mặc không đặt, đừng mặc áo mưa choàng mà chỉ mặc áo mưa bộ thôi. Áo mưa đơn. Lúc sau thấy có một áo mưa choàng nữa. Đi ra phải loan khỏi lai luôn. Bán nhiều gì? Không biết bán gì. Lần đầu tiên gặp. Mọi người ơi. Chảo. Em xin được phép giới thiệu với mọi người, đây là chảo anh nhở? Chảo. Không phải là son. Và cũng không phải là nồi. Sao lại hết rồi? Có băng mã. Ờ? Chưa nói gì mà. Ngày hôm nay làm sao á?
gì vậy? Chưa có nói, chưa nói năng gì. Chưa nói năng gì. Sân học. Cái này có bao nhiêu stop thì báo trước cho chị luôn để tao biết được. Bao nhiêu suất? Trời ơi. Bao nhiêu mi như cần gì nữa? 500 á? Giá nhất của nồi này 940k, hôm nay còn 465k. Nồi này là một set luôn. Bao nhiêu? Còn bao nhiêu? 465k. Trời ơi, 465k. Em coi chắc lại cho chị chắc hay chưa? Là một set hay là một nồi? Một set bộ đúng nồi. Không? Bộ nồi luôn ạ. Ui mọi người ơi, cái này rẻ quá. Cái này rẻ quá mọi người ơi. Tặng một con dao. Tặng thêm một con dao. Một set nồi như thế này nha mọi người. Cái nồi của Sơn Hậu, chất liệu rất... Còn mọi người nghe âm thanh nha. Âm thanh rất là âm thanh cái kiểu như mà nó dày á. Dày. Nghe nó dày á. Dày, đấy dày chắc chắn. Ê, cẩn thận. Đó. Rồi, một set nồi như thế này, một nồi nhỏ cộng thêm một cái nắp. Đấy, chắc phết. Má nó mà vỡ ở đây. Bé hàng niệm Phật luôn. Hơi bạo lực xíu. Đây nhá mọi người. Rồi, mình sẽ nhìn này phần bên dưới này. Đó, phần bên rìa này. Đó, thiết kế rất là đẹp nhá. Rồi, có để kèm nắp luôn. Một cái nồi này to này. Khá to. Ừ. Đúng rồi, để đấy cho mọi người biết cái size của cái nồi. Dừa luôn. Ừ. Đó. 16 20 24. Ơi. Táo lên rồi, táo lên rồi. Táo lên rồi nha, táo đang lên nha. Đấy. Táo đang lên nha các bạn nhá, táo đang lên nhá. 16 20 24 đây bên này. Vừa đầu em ấy. Một set này ba nồi giá gốc là hơn 900. Hôm nay sau khi mọi người áp voucher vô, mọi người cho hàng hỏi mọi người đang mua với giá bao nhiêu ạ? 575 ngàn trở xuống. Được không mọi người ơi? Bạn nào mua được cái giá 575 ngàn trở xuống, mọi người comment chút hàng cái giá mọi người đang mua được không ạ? Một set, hai set, ba set. Hết, à, quên, hết, ba, hết rồi, thôi đi nghỉ đi em ơi. Trời ơi. Nghỉ đi em ạ, à, quá rẻ. Lại có. Bạn nào nhả đơn đấy, phải không? Lại có. Chắc lại stop dùng chị. Lại hết rồi. Ok, hết rồi. Hôm nay mọi người ơi, mấy cái đồ gia dụng rẻ mọi người phải săn nhá, săn lẻ. Ui, có người mua 460 mấy thiệt thế. 465 thôi ba. 465 thiệt. Lúc đầu cũng 465 thật. Em ơi, cái nồi này có thể xin thêm stock cho Linh được không? Xin thêm stock cho Linh quá rẻ. Xin ơn đây, bảo cho 1.000, 2.000 vậy chứ. Cho gì có 500 suất đi. Sắc nào to lắm đấy. Sắc nào là của sắc phú à? Sắc? Sắc phú. Nhãn hàng kiệt sĩ quá. Nhãn hàng kiệt sĩ gì đâu. Tập đoàn Sơn Hậu là to lắm đấy. Thấy chưa? Tập đoàn Sơn Hậu là một tập đoàn rất là to, rất là rộng lượng đó mọi người. 500 suất đâu là nhầm nhò gì với nhãn hàng đâu. Chảo có lại bao nhiêu suất? Bao nhiêu suất? 600 suất chảo. 600 suất gì? Set này giá bao nhiêu em? 271. Đấy. Gỗ một cái hay sao ấy? Một từ từ đã. Nhiều phân loại. Size 20 là 271, size 24 là 305. Một chiếc. 271. Cho size 20. Xanh nhỏ. Cả ba chiếc. Xanh nhỏ là cái 20. Nhỏ. 20. Bao nhiêu tiền em? 271 ngàn. Cái trung bình này là 305. Cái size to là... Cái này là 305. Ui, nó cầm nó đúng chắc tay luôn á. Size 20, size 24 và size 26. Chắc tay nha mọi người ơi. Cái này là chắc tay nè. Gõ. Cái này táng một cái là bằng là không nhồi, không trồi lên được luôn đó mọi người. Cái đế của nó mà nó nặng, nó chắc tay nha mọi người. Cầm cái này phang một cái là mũi tẹp vô trong. Mũi tẹp vô. Trồi ra không được. Mai mốt là mấy cái, anh biết gì không? Mai mốt là mấy cái nhà khoa đó là đóng cửa hết trơn. Rất là răng hô vậy là dọc một cái là rụt cái hàm luôn. Thì nói cái anh tiếng mày á. Không, à, đúng không? Tém lại. Bạn rồi. Em review. Cái này cứ để như em review đúng thôi. Đúng mọi người. 271 một chiếc. Review sản phẩm như thế này. Sản phẩm này đang ghi mọi người ơi. Hiện tại đang có tổng cộng là 3 size đối với cái chất liệu này để mọi người nhìn, mọi người nghe âm thanh một cái đã nhá. Nghe âm thanh mọi người sẽ nghĩ, mọi người để cảm nhận được luôn. Nó chất liệu của nó khá là dày đúng không ạ? Rồi ở phần bên trong này đẹp đẽ, soi gương được nè. Ngoài cái việc mà mình nấu cơm ra thì mình cũng có thể là soi gương được luôn. Đây, xin ơi, vui lòng mọi người zoom cận giùm em. Đó, thấy chưa? Đó, bóng lưỡng soi gương được luôn, thấy không? Thấy hả? Đây nha mọi người, thấy chưa? Ê, đấy, anh Tiến hả? Ê, đó, thấy chưa mọi người? Thấy chưa? Đôi khi người ta, những cái lúc mà người ta cần làm đẹp mọi nơi, người ta cần ngắm nghía mọi lúc mọi nơi thì đang nấu xong rồi, đang chiên trứng thì mình có thể tập ngược nó như vậy. Anh Tiến cầm này anh pick bone được luôn anh Tiến ạ. Pick bone được. Bộ đồ của anh đâu. Đi anh ơi. Đâu, bóng của em đâu? Bóng đâu? Bóng của em đâu? Bóng đâu? Chào à. Dạ. Không có bóng nhở? Bóng đâu? Không có bóng. Đó. Không có chút gọi à.
ví dụ đang chiên trứng, có một ai gọi một cái gọi đi đánh Bicarbonate một cái từ nhà bếp ra đến sân bóng, đúng không mọi người? Cứ thế Bicarbonate được luôn nha mọi người. Ví dụ như chồng mà vào nhà vệ sinh lâu quá thì lấy cái này làm cái gương, đúng không? Sao phải vệ sinh để làm cái gương? Đi vệ sinh ai soi nữa? Chồng vào nhà vệ sinh lâu quá. Em hiểu ý anh. Mà mình không có gương để soi ấy. Là ý anh Tiến là chồng chiếm mất cái gương rồi trong nhà vệ sinh rồi thì mình có thể lấy cái soi. Thì mình ra bếp thì mình soi gương bằng cái này. Chuyên dịch viên luôn này. Ồ, có nghĩa là có ai đó đứng chiếm mất cái gương của tụi mình. Mình muốn soi mình không soi được thì mình lấy cái đứt cảo lên để mình soi. Đúng không? Đúng. Đúng. Đó. Đúng. Chính xác. Rồi hôm nay hiện tại đang có là 3 size tất cả cho mọi người. Size đầu tiên nè là size 20. 20. Giá là 200 mấy em? 271 ạ. 271 ngàn cho size 20. Size bao nhiêu? Size 24 giá bao nhiêu ạ? 305. 305 ngàn. Size 26. Size 26 bao nhiêu 322. Em? 322. 322 ngàn mọi người ạ. Chất liệu của nó rất là đẹp, dày dặn nhá. Mình thì mình không biết là nhà sản xuất bảo hành bao nhiêu, nhưng mà theo anh đoán cái này á, nếu mà dùng phải tầm 10 năm. 10 năm. Anh điều. 10 năm. 10 năm. 10 năm. Anh điều. 10 năm. Quá chặt luôn. Cái này mọi người có thể sử dụng cho bếp ga, bếp từ, bếp vân lửa, cái gì ta? Bếp củi, bếp than, bếp điện. Bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp lò. Bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại. Tất cả mọi loại bếp nhá. Tất cả mọi loại luôn. Đây. Có ga không? Có ga không? Nấu luôn à? Đây. Nhìn cho thấy đẹp quá. Cho em xin tiếng nhạc đi ạ. Nấu luôn. À đây đây. Tai nghe rồi, tai nghe. Cho em xin tiếng nhạc đi. Anh Bình nhớ biên thành dài ngân hà. Đây anh Bình đến rồi đấy. Anh Bình đâu anh Bình rồi. Anh Bình đến rồi đấy. Cho xin miếng nhạc được không? Nhạc đâu ạ? Cái bếp này bao nhiêu tiền? 642 ạ. 642. 642 ngàn. Mọi người mua được với mức giá bao nhiêu ạ? Để anh đi tìm. Em vợ mua rồi. Anh đi tìm đây. Đi tìm rồi nhá. Chắc là em có câu chuyện gì rồi. Anh với Linh chắc không có rồi. Con nghẻ TikTok 23 cao này. 545k. Cái bếp này bao nhiêu á? 545k. 545.000 cho một con 545. 545, nếu mà có voucher. Xem mọi người comment bao nhiêu? 545 này. 545. Chủ yếu là 545. Vậy là đa phần sẽ là 545.000 cho một bếp. Mọi người ạ, bếp ga. Cái này có âm tường được không ta? Đây có phải âm tường không? Lắp được. Không âm tường thôi đúng không? Ok. Đây nhá mọi người ơi. 545.000 được mà. Cái này hết rồi. Ủa? Hết rồi. Hết hàng hả? Ủa? Bao nhiêu suất? Khoan. Xin thêm mà. Bao nhiêu suất? Xin thêm giùm chị đi. Xin thêm nhãn hàng, vẫn là săn hầu chị ơi. Xin thêm 200 suất quá ít, quá 200, rẻ. 500 đi. Từ, mọi người ơi, nếu như mọi người cần thêm, mọi người nhấn chữ thêm, mọi người gây áp lực cho nhãn hàng giùm hàng. Thêm không? Thêm mọi người nhấn chữ thêm nhá. Thêm không với bà ơi? Trời ơi, có 500 hơn thêm, là rẻ dữ lắm. Thêm hả mọi nhiều người? Lắm. Đợi. Ok. Lẻ em ơi. Thế quay lại chảo. Lẻ. Đâu nhạc của em đâu để em làm mấy cái DJ đồ. Nhạc của em đâu mọi người? Nhạc em đâu? Hôm qua là chị nha. Lên rồi. Lên 200 suất đúng không? Mọi người ơi, 200 suất của cái bếp ga này hiện tại đang còn 545.000. Các bạn ơi, 200 suất mọi người nhanh tay đặt nhá. Đúng không ạ? 545 vẫn áp được voucher phải không em? Bên em từ lúc đầu đến giờ là không có voucher. Ê mày đi ra đi. Mày đi ra đi, ta nói anh ở cái kiểu gì mới tài khoản không bao giờ có voucher. Xem cu này nào. 500 mấy? 545.000. Ui, tài khoản. 545. 545.000 nhá. Em ơi check lại stock giùm chị nha em. Chắc lại stock dùng chị. Rồi đây mọi người ơi, đây là bếp ga của Xuân Hao. Giá gốc bao nhiêu em? Giá gốc là 1.023.000. Hết rồi nữa hả? Lại hết nữa. 1.023.000. Mọi người áp vô trò vô. Thôi, hết rồi chị. Ừ, dẹp đi. Không cho mượn cái này lại xin để đánh DJ đi. Chủ tịch xin nữa đi chủ tịch. Cái này bán tốt mà hết rồi em. Cái này của em đâu? Giá hàng đâu? Xuống bắt đầu 4. Bài DJ. Xuống bắt đầu 4 à? Hết hàng. Xin thêm chị được không? Hết hàng. Xin thêm đi. Hết rồi là hết rồi chứ. Hết rồi là hết rồi nhưng mà từ em. Nhãn hàng đâu? Ờ cho thêm đi. Đắt hơn tí được. Mọi người mua thêm nữa. Nhãn hàng cho thêm hôm sau nhưng hợp tác em. Ờ chắc chắn rồi. Hết cả cái nồi luôn. Xin luôn cái nồi. Cái thép nồi đâu? Nghỉ luôn, Xuân Hao nghỉ luôn. Xin một lần, xin một thể luôn. Đưa vô cho được trăm cái à?
cho được có 100 cái. 100 cái. Ít thịt. Được à, hay là có anh á? Lương để của chỉ vào đây thì bán nhanh như này chứ làm gì có mà bình thường là bán bếp mà hả đó. Ừ. Chà đĩa, chà đĩa sao đĩa nhỉ? Tới rồi thằng nào đấy ơi. Em mình hát đâu đây anh mình ơi, mình nói mình hát đâu đây đĩa đâu em cái mic cả lo của chị đâu, tai nghe đâu, tai nghe đâu. Không thể nhảy được cái điệu ấy luôn ấy, điệu ấy khó vậy. Không không chà đĩa mọi người loại hết rồi. Tiến anh, tiến anh, tiến. Đĩa của em đâu? À, đĩa đâu anh? Đĩa đây. Cho chị cái đĩa em. Đi à? Cho chị cái đĩa. Đâu, anh đứng ra chở mày hát mà. Đĩa gì cũng được. Tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Đâu, đĩa gì cũng được. Không, cái này không phải đĩa. Cho chị cái đĩa. Đĩa của chị đâu? Cái gì đĩa gì cũng được. Đó, đúng rồi, đưa cái đĩa qua chị. Cái này hết rồi mà. Đâu, trà đĩa, em tới chị trà một miếng đi. Không tay thấp của anh. Rồi, Tích làm DJ rồi. Rồi. À, bây giờ Tích làm DJ rồi. Đi, mọi người trà đi. Tay nghe, tay nghe, tay nghe. Trà đi. Trà đi. Nhãn hàng ơi, cho bọn em thêm stock. Nhãn hàng. Sao lại bán hàng mà bắt nhảy? Ghim lại, ghim lại bếp đi, có lại. Stock của ngày hôm nay. Sao bán hàng bắt nhảy? 1 triệu. Tí này em, tí này em thông báo cho anh một tin vui. 1 triệu. Kiếm tiền. 500 mấy? 545. 545, trả đĩa rồi mọi người ơi. 545 đúng không? Bao nhiêu stock em? Bao nhiêu stock? Đang lên, đang lên rồi. Thích chứng chị thêm. Nhanh lên em ơi. Mở đi chơi mà nó đừng đúng không? Không ấy được không? 30. Em Bình ơi. Hết rồi. Đưa cái kia lên chị trả tiếp. Hết bếp rồi. Hết rồi. Hết ma rồi. Bếp khác. Đây bếp cái này trà xu hơn. Cái này mới giống này. Bếp này ngon hơn. Đã hơn. Chuẩn hơn này. Không cần cái này luôn chị, không cần cái nữa luôn. Rồi, thích DJ rồi, rồi mọi người ơi. Bán đi. Anh nhảy đi. Ý là thích DJ rồi. Rồi. Lúc đêm đánh DJ giờ này thích DJ rồi. Đâu có cái gì nó trống trống. Hơi kỳ cái này, uống xuống nha, uống xuống. Vẫn là của Xuân Hào. Đấy, được chưa? Bao nhiêu tiền em? Đúng rồi, Xuân Hào mọi người à. Nó là bếp 2 triệu. Bếp từ nha mọi người. Mày hợp tác một tí đi em. 300. Bắt nhảy rồi. Này bắt nhảy rồi. Bắt nhảy rồi. Cao này còn 2 triệu 205 nha. Bếp từ. 2 triệu 205. Còn 2 triệu 205 ngàn. Bếp từ nha mọi người ơi. Đây là bếp từ. Cái này là cũng dùng được cao cấp nè. Lại hết nữa. Hết bếp rồi. Mình nhảy từ giờ đến tối đi em. Nhảy từ giờ đến tối luôn. Nhảy đến tối. Hết rồi. Đó, đây là anh Bình chưa hát đấy nhá. Riêng mà anh Bình mà hát nữa thì nó lại hết nhanh quá. Thôi hey, bà loa đây, loa lên loa đi. Lên loa rồi nhanh quá. Thêm bao nhiêu stock? Lại có rồi. Đã mê là đến cửa rồi. Thêm bao nhiêu stock? Thêm bao nhiêu? 200 điều. Giá từ 3 triệu mấy em? 3 triệu 6. Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ còn 2 triệu 2. Còn 2 triệu 2. 2 triệu 2. Ui, giảm sâu ấy. Bảo hành 36 tháng. Nó là kính cường lực, chịu lực rất là mạnh và sử dụng với nhiều loại nồi khác nhau nha mọi người ơi. Đó, an toàn. 1 triệu 8.